À, các bạn hiểu một điều như thế này nè. À, cái thuốc tức là hồi nãy chúng ta học nha, canxi ở ngoài ngoại bào á, tức là ở ngoài dịch trong mô cơ thể chúng ta á, nó cao gấp cả gấp mấy ngàn lần so với trong nội bào luôn các bạn. Thì cái canxi á nó sẽ đi vào trong tế bào của chúng ta để gây tình trạng co cơ, nhưng mà đi với một lượng rất ít. Còn khi mà bệnh nhân bị tụt canxi các bạn ha, thì canxi nó không phải đi vào nội bào của mạch máu đâu bạn, mà đi vào trong nội bào của cơ hoặc là đi vào nội bào của xương. Cho nên lúc này các bạn không được phép dùng thuốc ức chế kênh canxi, tại vì cái thuốc ức chế kênh canxi nó chỉ ức chế kênh canxi ở trên mạch và trên tim thôi, là nó ức chế kênh canxi ở trên mạch trên tim là nơi có troponin Y và nơi có các canbulamin. Các bạn nhớ này ha, ức chế kênh canxi trên mạch và trên tim là nhóm DHB và non-DHB, còn còn lại canxi đó nó sẽ đi đâu? Nó đi ra các nó đi ra nội, tức là đi vào trong tế bào của cơ. Mà khi mà các bạn biết được canxi nó có tình trạng đó là co rút cơ đúng không? Cho nên lúc này các bạn thấy rằng tại sao bệnh nhân tụt canxi, bệnh nhân thường co quắp các tay hoặc là co quắp các cơ ở cơ vân á. Tại vì nó đi vào trong cơ thì trong cơ vân của bạn nó vẫn có cái troponin đúng không nào? Thì nó cũng tác động lên cái troponin ở trên cơ vân. Cho nên nó làm cho cái sợi actin và myosin trượt lên nhau gây tình trạng co thắt ở cơ. Còn bạn dùng thuốc CCP á, chuyện trên canxi á, thì nó chỉ có chuyện trên kênh trên mạch máu và trên tim thôi. Cho nên nó không có giải quyết được việc bạn tụt canxi đâu. Cho nên bắt buộc các bạn phải tiêm canxi từ ngoại đi vào, ngoại sinh đi vào. Các bạn nhớ điều này ha, hiểu không? Bệnh nhân tụt canxi sao bị hạ áp được em? Không, bình thường. Tại vì các bạn hiểu không ạ? Việc mà cái canxi cơ thể của mình á, nó được điều hòa huyết áp đó các bạn. Nhiều cơ chế lắm, aldosterone, canxi ở trong mạch máu của bạn hoặc là ở trên thụ thể beta. Cho nên nếu như bệnh nhân tụt canxi thì những cái nơi khác, ví dụ như các bạn thấy renin hoặc là beta 1 hoặc là những cái thụ thể khác đều nó tăng cái sự hoạt động lên. Cho nên nó không phải bệnh nhân tụt canxi là bệnh nhân tụt huyết áp đâu. Thật sự canxi nó đi vào trong nội mạch của bạn rất là ít nha các bạn nha. Đa phần nó nằm bên ngoài. Cho nên lúc này các bạn thấy là hoàn toàn không không tụt huyết áp. Nó chỉ tụt huyết áp ở trên nền nếu bệnh nhân có bệnh lý về huyết áp thôi. Còn nếu như trường hợp đó nó không có tụt huyết áp đâu. Được chưa? Ở tại nhà tụt canxi các bạn tuyệt đối không xác định tụt canxi rõ ràng với trường hợp bệnh nhân history nha các bạn nha. Nếu mà trong trường hợp history chúng ta có thể động viên tinh thần rồi nó, mà đã là tụt canxi tuyệt đối không được phép cho bệnh nhân uống canxi luôn. Bởi vì sao? Bệnh nhân đang co thắt các cơ mà đối với tụt canxi ở nhà các bạn không có giải quyết được gì cần cách chúng ta phải tiêm canxi cho bệnh nhân cả. Và trường hợp này là trường hợp cấp cứu. Nếu mà tụt canxi bạn không giải quyết được các bạn coi chừng lúc này bệnh nhân có nguy cơ là bệnh nhân tử vong đó. Hãy đi bệnh viện luôn em. Tại vì mình lúc này mình thấy bệnh nhân hạ canxi máu các bạn thấy không ạ? Thì lúc này bệnh nhân cần phải được tiêm canxi bằng đường tĩnh mạch và cho bệnh nhân thở oxy. À, nếu một số trường hợp các bạn thấy phải phân biệt rõ ràng cho thầy là tụt canxi với cơn rối loạn phân ly. Đừng nhầm tưởng hai điều này ha. Chắc chắn tụt canxi là phải nhập viện ngay. Không em, trong trường hợp bệnh nhân history các bạn, bệnh nhân vẫn tức là trong trường hợp bệnh nhân history bệnh nhân vẫn có dấu hiệu cho bàn tay để đây. Các bạn bên điều dưỡng các bạn học bên cách chúng ta khám bệnh nhân tụt canxi rồi. Một là các bạn sẽ thấy là có dấu hiệu bàn tay người đã đẻ. Cái thứ hai các bạn gõ trên mặt của bệnh nhân á, các bạn học rồi đúng không? Các bạn gõ trên mặt của bệnh nhân á, những cái phản ứng là bệnh nhân sẽ có hiện tượng là tác động bằng một cái dấu trauma rất là nhanh, tác động mạnh qua. Cho nên các bạn phải tác động lên trên vùng mặt nữa. Cái này nó không điển hình lắm đâu nha các bạn nha. Được chưa? Cái này cái tụt bàn tay người đã đẻ nó điển hình nhưng mà không có điển hình lắm đâu các bạn ha. Trong trường hợp bệnh nhân rối loạn phân ly nó vẫn có triệu chứng này, thầy nói thẳng luôn, trong trường hợp rối loạn phân ly vẫn có triệu chứng này, được không nào? Quan trọng nữa coi chừng là có thể là bệnh nhân mất ý thức, với lại bạn làm cái dấu trống mơ tác động mạnh ở vùng này là cơ của bệnh nhân sẽ bị giật kéo qua bên cái vùng mà bạn kích thích đó. Mình có đến ba vấn đề chúng ta chẩn đoán bệnh nhân tụt canxi mà, chứ đâu phải là đơn, tức là trong tụt canxi sẽ có dấu này nhưng mà không phải hẳn cứ có dấu này là các bạn thấy là bệnh nhân tụt canxi đâu. Trong rối loạn phân ly bệnh nhân vẫn có khả năng bệnh nhân co quắp tay chân mà.